chuyện đi. Anh, đời con gái của em bị anh cướp hết rồi đấy, bây giờ mày làm sao? Nhưng mà anh có làm gì đâu. Anh nhớ là anh không làm gì mà. Anh nói thế là thế nào? Anh húp em chán chê rồi, chứng cứ vẫn còn ở trên miệng của anh ấy kìa. Có mùi tanh tanh mặn mặn. Chẳng lẽ rõ ràng là anh nhớ là hôm qua sau khi ăn cơm xong anh cũng uống phải cốc bia đấy, xong là anh nói thế như thế nào? Bây giờ chị Linh chị đối xử với em rất là tốt, chị ấy mà biết cái chuyện này chị sẽ hiểu sai về em đấy. Em không còn mặt mũi nào nhìn chị ấy nữa đâu. Thôi được rồi, bây giờ em cứ bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào? Bây giờ anh nghĩ cách gì đi. Chị Linh chị mà hiểu nhầm em nhá, chị ấy nghĩ em là một đứa con gái dễ dãi thì em biết phải làm sao? Anh! Thì bây giờ em cứ làm mọi thứ như bình thường, anh sẽ bù đắp cho em, được chưa? Bù đắp là bù đắp như thế nào? Bây giờ em phải làm sao? Không được, chị Linh mà chị hiểu sai về em thì chết. Em phải nghỉ việc, em phải trốn đi một nơi thật xa, không ai biết về em. Ê, em hấp mà, bây giờ em mà nghỉ việc, anh biết ăn nói thế nào với chị Linh đấy. Chị sẽ nghi ngờ ngay. Bình thường chị đã rất là ghét anh cái thói nhậu nhẹt trong say xỉn rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Nhỡ mày em có thai thì sao? Em phải đi khám. Ê! Đi khám, em phải. Anh sẽ cho em tiền đi khám, được chưa? Nhưng mà em ở nhà cả ngày sẽ suy nghĩ đến chết mất. Em phải làm sao? Thì anh sẽ cho em thêm một ít tiền, rồi em đi ăn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, được chưa? Nhưng mà mai em còn phải làm việc nhà mà. Thì nghỉ một hôm đi, rồi em thích đi đâu đi, em mua gì thì mua nhá. Anh hiểu. Lát nữa anh sẽ cho em thêm một số tiền nữa. Nhưng mà ấy, chuyện này chỉ anh với em biết rồi đấy, đừng có bếp xếp nửa lời với chị Linh, rõ chưa? Em biết rồi, em cũng sợ chị Linh hiểu lầm về em lắm. Rồi lúc đấy anh đừng bỏ rơi em nhá, em sợ lắm. Cá đã cắn câu. Về rồi đấy à? Thế nào? Mấy hôm đi du lịch đã thấy khuây khỏa chưa? Anh rót cho em cốc nước đi. Nhanh lên, con trừng mắt ra đấy làm gì nữa? Em buồn. Em đi du lịch có 2 ngày thôi, bỏ bèn cái gì? Vết thương lòng của em ấy vẫn còn ở đây này. Mà em đi du lịch tiêu hết tiền rồi, anh lo mà cho em thêm đi. Cái gì? Đã hết tiền rồi á? Anh đưa cho em hẳn 10 triệu cơ mà. Anh nghĩ 10 triệu của anh to lắm đấy à? Nhưng mà anh vừa mới xin chị Linh. Em không cần biết. Bây giờ anh có cho em thêm tiền không? Nếu mà anh không cho em thêm tiền ý, thì em sẽ buộc miệng nói tất cả những cái chuyện mà anh làm với em hôm nọ cho chị ấy biết đấy. Kìa. Alo, chị yêu của em đây à? Chị đi công tác có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không đây? Có chuyện gì nói luôn đi. Chị mày không quen với việc nịnh nọt này đâu. Chị cho em vay thêm tiền đi. Chứ dạo này em túng quá. Đợt nào mà mày chẳng căng. Cứ làm được vài ba hôm là mày chán, đòi bỏ việc. Từ bảo vệ tới shipper. Thậm chí chị xin cho mày chân văn phòng mày cũng bỏ. Mày chỉ biết ăn chơi suốt ngày thôi. Kìa chị, đấy chả qua là công việc nó chưa phù hợp với em thôi. Đi mà chị, em xin chị đấy nốt lần này thôi. Em thề em hứa là sang tháng em sẽ tìm việc làm và em sẽ đi làm chăm chỉ mà chị. Đi mà chị, em xin chị đấy, chị. Thôi được rồi, để chị chuyển cho mày 5 triệu. Kiểm tra tài khoản đi, mày lớn rồi, phải biết tự lo cho bản thân mình đi chứ. Chị không nuôi mày mãi được đâu. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ, em cảm ơn chị.
ra đem nhờ đi. Ừ? Gì đấy? Em bảo này, sắp tới là em cần 10 triệu. Nên là trong nội một ngày nữa, anh lo cho em nhá. Nếu không thì... Lại tiền. Sao lúc nào cũng tiền đấy? Em không còn nói chuyện gì khác ngoài chuyện tiền nong à? Thế em sẽ kể cho chị Linh biết chuyện của chúng mình nhá. Rồi up hết tất cả những cái clip của bọn mình lên trên mạng xã hội, để cho toàn thể cư dân mạng này, bạn bè anh này, gia đình anh, những người anh yêu thương, hoặc là những người mà thương anh biết. Đến cái lúc ấy thì cái bộ mặt của anh người ta sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Nhưng mà mấy hôm nay anh xin tiền chị quá nhiều. Hôm trước anh vừa xin 5 triệu xong, hôm nay mà xin 10 triệu nữa chắc chị không cho đâu. Nếu mà anh không xin được ý thì anh ăn trộm đi. Chị nhiều tiền lắm, anh lấy một vài triệu chị không biết đâu. Trời ơi, em bảo anh phải làm gì bây giờ? Em không cần biết. Mà trước hết ý, anh dọn dẹp qua cái đống rác này đi nhá. Nếu mà chị Linh chị về chị nhìn thấy, chị lại cáu rồi đấy. Chị. Em làm cái gì đấy? Còn cô kia? Tại sao cô ngồi ăn mì mìm? Còn em trai tôi phải làm việc nhà này. Tự nhiên em đau bụng quá. Vừa nãy em dọn dẹp nhà cửa nhưng mà tự nhiên bị đau bụng. Thế là anh Phương có lòng tốt, anh giúp đỡ em thôi mà. Chứ sao mà chị phải căng lên với em thế? Không căng làm sao được. Tôi bỏ tiền ra thuê cô về để dọn dẹp nhà cửa, chứ không phải để cô ngồi chơi rồi bắt em trai tôi làm như này. Có phải bình thường ở nhà cô cũng bắt nó cơm nước đúng không? Anh Phương, anh nói xem, có phải là em ép anh làm cái gì không? Không phải đâu chị. Tại vì em cũng rảnh ấy. Mà con bé nó bảo nó bị đau bụng cho nên em chỉ muốn phụ giúp nó một chút thôi. Chứ đường đường là một đấng nam nhi, ai lại đi làm mấy cái chuyện vặt vãnh này à? Mà chị có đói chưa? Em bảo trà dọn cơm ra. Lá chị đi tắm ý, anh nhớ mà trộm tiền ấy nhá. Nếu không thì hình tượng em trai cưng của anh trong mắt của chị sẽ không còn nữa đâu. Anh ngồi đây chờ một lát nhá, chị Linh cũng sắp về rồi đấy ạ. Ừ. Anh Phương ơi. Đúng rồi, đây là anh Phiêu. Anh Phiêu là người yêu của chị Linh ấy. Anh ơi, đây là trà, bé giúp việc nhà em đấy anh ạ. Chào em nhé. Em là trà, rất vui được làm quen với anh ạ. Anh cũng thế. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh Phiêu đến ra mắt nhà mình, nên anh ấy sẽ ở lại ăn cơm. Chị Linh có nhắc anh là bảo em nấu nhiều món hơn mọi hôm đấy. Tất nhiên rồi, em chắc chắn sẽ làm anh Phiêu hài lòng mà. Cảm ơn em nhé. Đúng rồi anh, ở ngoài đường có tắc không anh? Hôm nay là chủ nhật, cũng không tắc lắm. Người ở đâu mà vừa đẹp trai, vừa phong độ thế kia? Ăn đứt tên lầm lầm lì lì ăn hại kia ấy chứ. Mùi ngon như thế này tự dâng tới miệng mình thì mình không thể nào từ chối được rồi. Bác Hòa vừa gọi chị em mình sang nhà bác có việc không? Thế còn anh Phiêu ạ? Nãy anh ấy ăn cũng uống nhiều rồi, để cho anh ấy nghỉ ngơi một lát đi. Với cả chị em mình cũng đi một tí thôi rồi về mà. Thôi, hai chị em cứ đi đi, anh không sao đâu. Vâng. Anh ơi, chị Linh với cả anh Phương đi đâu rồi ạ? Hai chị em vừa nhận được cuộc điện thoại của bác ruột nên chạy về đó luôn. Chắc là có việc gấp đấy. Anh hơi có tí men, cho anh nghỉ tí xong anh đi về luôn. Em biết như thế nên mới pha cho anh cốc nước chanh gừng để giải rượu đây. Anh uống đi. Anh có thấy em chu đáo không? Anh cứ uống hết cốc nước này đi. Sau rồi đấy thì em sẽ nói cho anh biết em chú đáo ở điểm nào. Được rồi, anh uống.
Cụm ly. Uống đi. Bây giờ con mồi đã vào bẫy, giờ thì... Đẳng cấp cao của một người con gái là không phải mất cái ngàn vàng, mà bọn đàn ông thì cứ tưởng đã ăn. Cô đang làm cái gì đấy ạ? Em thấy chị nói đúng chưa? Cô ta chỉ bày trò để lừa tiền của em thôi. Đâu, là do anh người yêu của chị cứ giở trò sập sỡ em đấy chứ. Cô bắt tôi ăn hầu sống xong, bây giờ còn định đổ lỗi cho tôi nữa à? Sao? Không nói gì là có bất ngờ đúng không? Cô tưởng là tôi trúng cốc thuốc mê này của cô. Cô nhầm rồi. Lúc cô đi lấy hầu ấy, tôi đã kịp đổ ra rồi nhá. Cô nghĩ mình là cáo già, nhưng thực ra chỉ là con cừu non thôi. Anh cứ uống hết cốc nước này đi. Sau rồi đấy thì em sẽ nói cho anh biết em chú đáo ở điểm nào. Được rồi, anh uống. Cụng ly, uống đi. Tôi đã nhờ phiêu diễn vở kịch này để vạch trần bộ mặt thật của cô. Giờ cô hạ màn được rồi đấy. Sao chị biết trước được? Chỉ là sáng nay vô tình tôi đến đây, tôi đã nghe được hết tất cả. Này, phòng 1210 đúng không? Khổ quá, cứ giục thôi. Tôi đã đứng ở trước cửa nhà bà rồi đấy. Cảm ơn nhá. Để tôi nói mật khẩu nhà cho. Ông vào xem hộ tôi xem có để quên tiền ở bàn uống nước không. Gọi cho con bé giúp việc mãi mà chẳng được. Bà ấy cứ suốt ngày chỉ lợi dụng tôi là giỏi thôi. Bảo là tôi qua đón bà đi cà phê, thế mà tốt cái đi gặp khách hàng, bây giờ lại còn nhờ tôi lên nhà lấy tiền nữa. Ông là bạn tốt của tôi mà, chịu khó giúp tôi tí đi. Hôm qua rõ ràng tôi nhớ là nhét 5 triệu vào ví, giờ chẳng thấy đâu nữa. Chắc chắn chỉ có rời nhà thôi. Thôi được rồi, thì đợi tôi tí nhé. Ừ. Ôi dào, tôi sợ gì chị em nhà. Tôi có bảo bối rồi, chỉ cần tôi mang ra dọa là tên người ấy sẵn sàng dâng tiền cho tôi tiêu. Hình như đây là người giúp việc mà Linh nhắc đến. Cô ta nói thế là sao chứ? Tôi giả vờ bôi hầu vào miệng ông Cường lúc ông ấy say, rồi giả vờ coi như hắn vừa làm nhục tôi, vừa ăn hầu của tôi, vì chứng cứ còn ở miệng đó thôi. Hắn ta tưởng thật nghe tôi răm rắp rồi tự động dâng tiền lên cho tôi ấy chứ. Alo, tôi vừa thấy chuyện này, tôi phải kể với bà. Bà phải làm rõ trắng đen thì thôi. Phiêu đã kể hết tất cả mọi chuyện mà cậu ấy nghe thấy cho tôi, nên tôi đã nhờ Phiêu đóng giả làm người yêu của tôi để xem phản ứng của cô thế nào. Giờ em đã thấy chưa? Em không có lỗi gì cả. Chỉ là cô ta cố tình dựng lên màn kịch này để biến em thành con mồi, để lừa tiền của em thôi. Khốn nạn! Cũng may là nhờ chị tôi phát hiện ra kịp thời, chứ không tôi cũng không biết là tôi sẽ đưa cho cô thêm bao nhiêu tiền nữa. Cũng bởi vì anh ngu mà thôi. Cậu Phương, em đừng để cô ta làm cho bị kích động. Giờ mình đang nắm đằng chuôi mà. Nếu như cô ta vẫn không buông tha cho em, vẫn cố tình tống tiền em, thì chị sẽ đăng đoạn clip này lên mạng để xem ai mới là người đẹp mặt. Cô sao? Cô thấy đoạn clip này rõ nét chứ? Nếu bây giờ tôi mà đưa lên công an thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Chị ơi, em xin chị đừng làm như thế ạ. Sao? Biết sợ rồi à? Sợ rồi thì biến ngay đi, đừng bao giờ làm phiền chị em tôi nữa. Em sẽ đi ngay ạ, nhưng mà chị đừng báo công an nhé. Thì ra là bấy lâu nay em mù quáng, em bị cô ta dắt mũi để cung phụng tiền cho cô ta sao? Từ giờ tỉnh táo lên em, đi ra ngoài làm việc nhiều để lấy thêm trải nghiệm thì
thì mới không bị lừa được. Chứ suốt ngày ở nhà chơi bời, lêu lỏng như em ấy, thì không khôn lên được đâu. Dạ vâng. Em nhớ rồi ạ.